Hello mọi người. Dương Hoài Anh, ok. Nó không có trò để ngang ta kỳ ta. Mùng 1 của ngày thứ 2, đầu năm, mùng 1. Chúc mừng năm mới mọi người ha. Nhưng mà bữa nay mình live stream đầu năm. Nói về cái Tết dương lịch của nước Mỹ này thì hôm qua nay thấy nó êm ả quá, nó không có cái gì gọi là không có cái gì giống như người châu Á mình mà tổ chức một cái. Mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Để tôi mặc cái này cho mọi người coi cái cảnh quan của cái phố xá của nước Mỹ nha. Đó. Như sao vậy ta? Đại khái là vậy đi. Nó kẹt thế này. Nó thực sự là nó không có một cái gì gọi là gây một cái ấn tượng gì, một cái năm mới hay là cái gì trang hoàng hay là có một cái gì không khí cả. À thôi được rồi. Cái nói sao ta? Tức là cái Tết của nước Mỹ hoặc là cái Happy New Year của nước Mỹ nó không làm thay đổi, mà nó không có một cái gì gọi là nó một cách nôm na có nghĩa là nước Mỹ lập một tuần lịch, cái nó không có cái gì gọi là ấn tượng cả, thấy không? Còn ở nó khác xa với cái Tết của người Việt mình. Cái Tết người Việt mình nó đón chào rồi tiếc núi hân hoan chào đón, nói chung là cái gì nó cũng có thể hiện ra. Còn ở nước Mỹ nó mừng cười đâu có chỗ là nó coi như là một ngày bình thường thôi chứ không có cái gì mà ấn tượng cả. Ngay bây giờ đây thì gia đình mình cũng có người đi làm rồi, cái là nó không được nghỉ cái ngày này. Tùy theo cái hãng nó cần thì ok, coi như nó kêu gọi là đi làm là đi làm thôi, chứ đúng ra là ngày này là ngày lễ. Thì nhà mình có mấy người làm công nhân, công việc của hãng xưởng thì họ đi làm rồi, không có được nghỉ. Không biết có nghe được không, tại đang lái xe không có chăm chú, mình không có ấy được cho nên răng không biết, cứ việc nói không biết có nghe được hay là không biết, kệ đi ha. Mình nói chuyện đầu năm cho nó vui vẻ, không có chính trị chính em con mẹ gì cả, chỉ có điều những cái ở lúc ở đây có nghĩa là ở tiểu bang của mình hiện giờ là mùa đông cho nên tuyết. Bữa nay thì tuyết nó không có đổ nhưng mà đổ ít thôi, nhưng mà nó làm cho con đường nó bị trơn trượt, có nghĩa là nó đông đá dưới chạy xe rất là nguy hiểm, thực sự là rất là nguy hiểm mà chạy đàng hoàng. Nhưng mà bữa nay là chắc nó rải muối rồi cho nên ra đường sạch. Ok nó vẫn như mọi ngày, nó bình thường vẫn như mọi ngày, không có cái gì gọi là ví dụ như đến Tết Tây ở Việt Nam mình thì ví dụ như họ trong gia đình họ chào đón, họ ăn tất niên rồi chào đón là ăn tân niên rồi đi mưa đây, là coi như ở Việt Nam mình coi như là nhậu bí tỉ luôn á, tay vui gần chết luôn. Ở đây bình thường ở đây nó không có một cái gì gọi là mang màu sắc Tết, nó đại khái là vậy, nó nhạt nhẽo, nó thẳng là nó nhạt nhẽo, nó không có cái sắc thái mà nó không có cái gì một cái gì để cho người ta biết là mùa xuân đến thì không có rồi. Giống như bởi vì tôi nói rồi, nước Mỹ là nước một cái nước đất nước nước là cái nền công nghiệp, nó thành công nghiệp quá rồi, nó làm riết con người cũng thành công nghiệp luôn, thành ra giống như là gà mà gà ăn thức ăn công nghiệp vậy đó, có nghĩa là cứ ta ăn xong hết ngày tới giờ lên máy chém rồi, vậy đương nhiên vậy, con người cũng khổ. Thì đang mùa đông cho nên ra trời rất là lạnh, bữa nay là 27 độ F, là nó khoảng ra tính ra thì nó khoảng trừ khoảng 10 độ 9 độ trừ 10 độ C, trừ 10 độ C. Nhưng mà được cái trong xe thì nó có heat, nó có máy sưởi rồi ghế rồi xe này thì mỗi lần cái loại xe thường thường nó không có tiền thì ít là rẻ tiền cái gì thì nó không có heat ghế, còn cái này nó có ghế có heat luôn. Mình đi đang đi chiếc taxi là cái chiếc này mới bị rồi nó bị cắt cái mô đó, thì bây giờ hãng bảo hiểm mới đền nó gắn lại cái mô cho mình rồi, ok thì đang đi
Biết nói sao được ta, bây giờ thì có người lớn tuổi ở bên Mỹ này thì đang nhớ về Việt Nam, nhớ bạn bè, nhớ anh em, nhớ thứ tụ tập. Mình là ham vui mà, cho nên là mình khoái ăn. Cái dịp này là ở Việt Nam mình là thôi khỏi nói rồi, nhà nào nhà lấy là thịt cá ê hề. Chẳng những vậy rồi quán xá nữa, mà thường thường ở dân Việt Nam nó ngộ lắm, không khoái nhậu ở nhà. Rồi quán mới vui hò hét đó, vậy đó, la lối rồi xong cụng vô 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 vậy. Rồi xong ngày đó, xong ngày lễ Tết rồi xong bắt đầu lại quay quần lại, mọi mọi người đều có mỗi công việc riêng, người thì đi làm, người thì đi đủ thứ, mỗi người có một công việc. Mình thích thú cái lối sống của người Việt mình là như vậy, không gò bó. Tất nhiên là còn ở đây khác, ở đây là nó là trường công nghiệp rồi, anh làm gì anh làm không biết, mà tới sáng thứ hai nó cũng gọi phải mọi giờ hãng thôi, anh không có viện lý do này kia. Nhưng mà đừng cái một năm nó cho được mấy ngày, 3 ngày báo cáo mình, có nghĩa là mày có quyền gọi vô hãng, mày mình nghỉ bất cứ giờ nào mà trong vòng 3 ngày, chứ cho phép 3 ngày thôi, nếu ngoài ngày thứ tư là mày đuổi, bị đuổi việc. 3 ngày mình xin nghỉ đó, nó cho mày lương nhưng mà 3 ngày thôi, nó gọi là coi như là bị special, cái là đặc biệt đó, có nghĩa là thành ra sống những người lớn tuổi bên này sống ở đây chán, nó chán rồi, bởi vì nó không có tình người, nó không có cái gì cả, thấy rõ ràng không có tình người rồi, nó không có cái gì gọi là không biết nói sao, có nghĩa là ở đây cái văn hóa của người Mỹ nó khác hẳn người Việt, cho nên ra nó đây là ai sống chết mặc bay. Nó có khác cái chăng nữa, nếu mà tao hết gạo mà ở Việt Nam thì cứ qua nhà hàng xóm ế cho tao mượn mấy lon gạo về máy nấu, tao đi chợ tao trả cho, ok giống như vậy. Nhưng miệng miệng không có đâu, Mỹ thì không bao giờ có cái chuyện đó, nói một cách khác là nó không bao giờ có cái chuyện đó. Và nếu mà xách rổ xách rá mà đi qua nhà nó mắng mỏ mẹ rồi rồi cũng ráng chịu. Nói như vậy thì mình hiểu, thành ra nhiều khi mình đi xa quê hương mình mới cảm thấy cái tình đồng bào, nó tình nghĩa hàng xóm của người Việt Nam mình thân thương, mà nó không thể thể hiện ở đó đâu, mà nó thể hiện nhiều cái rất rất là đùm bọc rất là nhiều cái. Những lúc gần đây thì mình hay coi những cái trên YouTube mà nó gọi là đi làm việc thiện đó, rất là tội nghiệp, đem quần áo gạo nước cho những cái đồng bào xa vùng sâu, trong đó nó có những hoàn cảnh là họ bị tật nguyền, là họ rất là hay tự động, cái này không ai biểu không ai xúi, nhưng mà tự động người dân họ cảm thấy cái điều đó họ nên làm là họ làm thôi. Thì mình cũng đã chứng kiến những cái cảnh mà mình cũng từng nói rồi, có những cái YouTuber họ đi tới miền rồi cái điều đó họ làm, họ lấy tiền view like của lấy tiền YouTube thì cái chuyện không nói, nhưng mà họ có những hành động mình cảm thấy là đáng khích lệ, có nghĩa là họ vẫn đi vào những cái như là cái gì ta, hồi sáng ta mới coi cái gì về thánh 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 gì đó rất hay, cũng đó đi vòng xa rồi phát giác là những cái hoàn cảnh khó khăn rồi rất là tuyệt vời. Người Việt Nam mình hay được đó, đùm bọc lẫn nhau, mình không nói là cái vấn đề có những người lợi dụng, nhưng mà ở đây thực sự là có những cái tấm lòng họ rất ghê. Mình nhớ một cái kia, mình nhớ một cái điều mà có một cái ông làm ngư 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 phủ đi đánh cá rồi xong rồi lọt xuống sông rồi xuống biển chứ, mấy ngày sau mà không chết ông đi về là tự động mạnh thường quân là tiền mặt nha, người ta gom là sao mà được 400 triệu đưa cho ông để mà hỗ trợ cho ông vấn đề nằm viện rồi xong nhà cửa, thấy tội. Thì nói như vậy đấy, mình hiểu rằng ở Việt Nam mình nó có những cái con người mà họ họ làm việc mà thiện nguyện một cách vô tư, và mà mình cũng biết được những cái nhà thương, thí dụ như ở nhà bệnh viện gì ta, bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng có những cái suất cơm mà từ thiện miễn phí cho bệnh nhân và những người đi chăm nuôi cũng có luôn, mình hiểu được rõ điều đó rất là nhiều. Mình rất là hoan nghênh những vấn đề đó, tình người ở Việt Nam bao la. Và thậm chí mình cũng đã coi những kênh YouTube của những anh chàng Tây, anh chàng Tây về Việt Nam mình là như là Chris gì là châu Á rồi cái gì ta, Phong Mập, Phong Râu, Hùng cũng gì tùm lum nhiều lắm, nhiều lắm rồi. Salim là với người mà người Việt, người người châu Âu hoặc là người Palestine mà về Việt Nam mình làm YouTube rất là đông, và họ cảm thấy họ đất nước mình họ khen quá trời luôn, họ cảm thấy họ yêu đất nước mình. Và mới đây đọc một cái ông đại sứ Nga, ông nói Việt Nam là một đất nước thứ hai của tôi, quê hương thứ hai của ông, rất là tuyệt vời.
Giống như tôi đây là đi vòng vòng đi live stream cho bạn bè coi thì chơi chơi trong mùa đông ở đây tuyết trắng xóa mọi người đi lạnh lẽo thế thì rồi về nhà nếu ở đây á có cái này những người còn đi làm được bất cứ làm gì làm hãng làm xưởng làm gì cũng cần biết nhưng mà coi làm thì cái cuộc sống của họ đỡ nhạt hơn bởi vì cái thời gian á 8 tiếng đó trong ngày họ đã chôn vào trong cái hãng rồi họ quên lãng rồi để đi làm á cho nên vì cái đó họ không có họ giết thời gian những thời gian họ mới suy nghĩ còn mà cái thứ về hưu yếm như tôi á cứ không có làm gì cho nên vì cái đó cứ ngồi đó 24 tiếng đồng hồ hết 12 tiếng đồng hồ ngồi không biết làm gì cứ đi qua đi lại đi xuôi rất là buồn mà không có bạn bè ở đây là Mỹ không à cho nên ra không có bạn bè không có người Việt mà nếu chẳng có người Việt cũng xa xôi cũng lái xe đi tới rồi cũng hỏi rất như là mệt mỏi chỉ có Việt Nam là sướng nhất thôi ra đường là gặp anh hùng liền sáng sớm chưa kịp gì chân trời ơi dậy đi mày dậy 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 đi uống cà phê lôi chân lôi cẳng rồi đi vui không cần phải đợi mời rồi gần khi cũng ra đường gặp mặt nhau không mặc dù không quen biết gì cả cũng gặp nhau chào một cái mình thấy ấm ấm lòng hẳn là gì ở đây không có chuyện đó đâu còn là đối với người Mỹ thì mình cũng nói thật cái điều này có nghĩa là đối với người Mỹ á mà họ gặp mình là họ hay hoặc là họ chào hỏi mình đừng tưởng bở đó là chỉ là đó là một cái nói một cái cách để chào hỏi mà gọi gì là máy móc họ không biết mình là ai chứ mà họ vẫn chào nhưng mà cái điều đó chỉ là máy móc á cho họ giống như kiểu là như là một cái robot vậy cho họ không phải là cái gì mà họ quý mến mày đâu xạo lắm mệt cái gì cũng lái rồi ghét cái rồi phải đi good rồi good man rồi. Nói chung là cái gì nó cũng nói mình good nhưng mà thực tế lúc mà mình cần công chuyện mình gặp tới đó mình nhờ giả là miễn đi tao bận lắm rồi tao có công chuyện này có công chuyện kia không bao giờ chuyện đó là những người bạn thân làm trong hãng đó nha ví dụ già tao tao không biết làm cái này mày biết mày chỉ tao là ôi tao bận lắm rồi tao vợ tao cũng đưa con tao ý đưa vợ tao có công chuyện mấy gì chắc cái vui đừng đừng có tự thấy nó vậy mà vậy là toàn là xạo không á rồi mới vậy còn nó xạo từ ở trong tiếng nước luôn mà từ người dân gặp nhau chào hỏi cũng là một cái xạo nó đâu có biết mày là ai đâu không bạn không mẹ cái gặp nhau đối diện nhau hai đứa đi đụng đầu nhau cũng gật đầu hi hello how are you cái chứ đừng có lưỡng lầm nó cười hồi xưa mình mới qua mấy chục năm về trước mình mới qua mình cũng tưởng tưởng bở không phải sau khi mình đi làm xong rồi đụng chuyện rồi mới biết là toàn là dân xạo không gặp chuyện nó chẳng có giúp đỡ mình được gì đâu khổ ơi nhà rồi à. Vui bà ok tới nhà rồi đúng rồi tất nhiên là cái mình mới nói một cách đơn giản là người Việt mình cái con người tấm cái mình nó có mụn đó họ rộng lượng và họ dễ tha thứ và họ thỏa ăn có nghĩa là nhà tôi có cái gì ngon hoặc là nhà anh có gì ngon thì múc cho ông bạn tôi miếng gì nấu tô canh chua thật là ngon ha rồi ok tôi tô anh tô dễ thương á mình thấy bởi vì có thấy có người dễ thương có người Việt Nam mình thấy dễ thương không phải là mình người Việt mà mình khen người Việt đâu mà thật chất nhờ người Tây qua đất nước mình họ cũng nói lên như vậy thôi họ cũng lên lên những người làm YouTube họ cũng nói vậy họ thấy con người Việt Nam đáng yêu và đáng sống và đang rất là dễ thương ok tới nhà rồi để tôi lấy cái này ra để mình cho mình coi cái cảnh quan ở ở ở xứ sở này nha mùa đông rồi. Đây xem mình đây.
Đây, thấy không? Tức như là nó chỉ rải con đường thôi, còn hầu như là tuyết này, tuyết, đây là ít á, tuyết ít, còn nhiều khi nó lên tới cả nửa thước, chuyện bình thường. Thấy chưa? Đi đây sáng nay đông đá, đây đông đá nè, đây đông đá nè, đi rồi trơn trượt té chết luôn á. Ok. Đó. Ok vậy thôi ha, mình tạm dừng cái like này đi ha, rồi có cái gì về nhà thì về nhà vô trong nhà rồi xong rồi cái có cái gì mà thích thì mình like tiếp ha. Chào mọi người, bye bye, chúc mọi người sức khỏe, năm mới, happy new year.